Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video dạy chữ Hán theo giáo trình Kanji Look and Learn của kênh tiếng Nhật Cô Lam. Như đã giới thiệu trước đó ở video tổng quan về chữ Hán, một bài cuốn Kanji Look and Learn sẽ có 16 chữ Hán chính, kèm theo list các từ vựng chứa chữ Hán đó. Để sau một video có thể thuộc luôn được bài, mình sẽ chia đôi một bài ra thành hai video. Mỗi video dạy sẽ gồm 8 chữ Hán. Tài liệu cho video bao gồm hình động hướng dẫn viết của 8 chữ Hán chính, phân tích bộ thành phần cấu tạo nên chữ Hán chính đó. Mỗi chữ Hán sẽ có một ảnh minh họa để nhớ cách viết chữ, kèm theo đó là list các từ vựng liên quan hay gặp có chứa chữ Hán đó. Việc bạn cần làm khi học chữ Hán theo giáo trình Kanji Look and Learn là 8 chữ Hán chính thì bạn học viết, học Hán Việt, hiểu nghĩa, nhớ cách đọc, hiểu bộ thành phần nếu có. Các chữ Hán đi kèm thì không cần viết cũng được, chỉ cần hiểu nghĩa, đọc được là đủ. Bây giờ thì cùng mình đi vào bài học ngày hôm nay nhé. Kanji bài 11B. Chữ trà. Trà ở đây là trà để uống đó mọi người. Hình tưởng tượng người ta vẽ hình này từ cái cảnh là một hai người đang uống trà dưới cái mái nhà. Ở xa xa thì có cái ở phía trên chính là bộ thảo, tức là liên quan đến cỏ đấy ạ, là tưởng tượng có hai khóm cỏ như vậy. Chúng ta phân tích theo bộ thành phần cho dễ nha. Bộ thành phần ở đây thì nếu mà nói đúng ra thì nó chỉ có bộ thảo thôi. Bộ thảo chính là cái bộ ở phía trên đầu đó, là bộ thảo. Cứ các cái mà liên quan đến cây cỏ thì thường là có bộ thảo này. Thì nếu mà gọi là để dễ nhớ, gọi là mẹo nhớ thì người ta còn phân tích thêm các bộ ở dưới gọi là gần giống thôi nha. Thì chúng ta sẽ có là dưới bộ thảo sẽ gần giống bộ nhân, nhưng mà tất nhiên là viết nó không kéo dài nét lên trên mà chúng ta chỉ cho như cái mái nhà như vậy thôi. Còn ở dưới thì gọi là gì nhở, giống bộ mộc, nhưng mà bộ mộc thì người ta phải chạm sát hai cái nét dưới vào, nhưng đây là tách hai nét ra, gọi là bộ thập và bộ bát cũng được. Các bạn có thể nhớ mẹo thì cái câu nhớ mẹo đây là cỏ tức là thảo ấy, mà con người tức là bộ nhân ấy hái từ cây là bộ mộc là trà. Đó, cỏ mà con người hái từ cây là trà. Để nhớ được là bộ trà này sẽ gồm có, chữ trà này sẽ gồm có gì ạ? Bộ thảo này, bộ nhân nhưng mà viết giống cái mái nhà thôi này, và bộ mộc viết tách nét hai nét dưới ra. Ocha. Chai ro. Kōcha. 喫茶店お茶茶色紅茶 喫茶店お茶 茶色 紅茶 喫茶店 Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. 紅茶 茶色 お茶 喫茶店 Chữ dự hay còn có cách gọi khác là dư. Dự này thì là trong dự định nhỉ. Chúng ta quan sát xem chữ này nhìn giống hai chữ gì trong katakana ấy nhỉ? Nhìn kỹ đi ạ. Chúng ta thấy rất là dễ nhìn, đó là ở phía trên, bộ phía trên là giống chữ gì ạ? Chữ ma đúng không ạ? Còn phía dưới là giống chữ gì kia? Chữ A. Gọi là chữ A hơi khác một chút, là cái nét sổ thẳng nó chạm vào cái nét phía trên thôi. Đó.
chữ ma và chữ a trong katakana thì cái phần hình vẽ người ta mới vẽ một bà mẹ cõng đứa con ở trên lưng là thế nào, người ta lấy một người mẹ là chữ ma trong mother, mother trong tiếng Anh ạ, sắp xếp arrange một đứa trẻ lên cao. Thì nói chung không cần nhớ phức tạp như thế mà chỉ cần nhớ là gì, dụ này gồm có là gì, chữ ma và chữ a. Thì gọi là dễ hơn cho người Việt mình học ấy, thì chúng ta có thể nhớ một câu mẹo, đó là gặp ma thì dự là sẽ hết A. Tức là cứ gặp ma là dự là gì, bạn sẽ hết A. Để chúng ta nhớ gì nhỉ, chữ dự này sẽ bao gồm gì ạ? Chữ ma trong katakana ở phía trên và chữ A ở phía dưới. Còn nếu phân tích về bộ thành phần ấy thì cái chữ dự này bao gồm bộ liễu các bạn nha. Yo te 予習予想予防予定予約予習。 天気予報予算。 予定予約 予習 天気予報 予算 予防 Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. 天気予報予習予定予約 予算予防 Chữ dã, dã này ghép với cả chữ Thái nữa sẽ thành yasai là rau. Chữ dã này thì hình vẽ đã sao chúng ta thấy ngay được là gì nhỉ? À, chúng ta thấy có hai cái bộ mở đã học, hai chữ đã học đó chính là lý và dư, dự hay là dư đấy ạ. Thì bộ thành phần là như vậy nha. Nhớ chữ dã thì bao gồm có bộ thành phần là lý và dư. Dư là dự đấy ạ. Chúng ta nhớ chữ dư bởi vì sao? Trong cái phần nhớ chữ dã này chúng ta có một câu mẹo, đó là chỉ cần lý do, tức là lấy chữ lý do đấy, là lấy chữ lý đó, thì anh dư sức dã cho nó một trận. Câu mẹo nhớ vui thôi, để chúng ta nhớ là gì? Lý đấy ạ, nhìn thấy chưa? Và dư là chữ vừa học lúc nãy, còn gọi là dự đó. Dư sức dã cho nó một trận, chúng ta nhớ mẹ vui thôi, để nhớ được đây là gì nhỉ? Lý cộng dư sẽ thành dã. Yasai Nagano Ono-san Yakyu Yasai Nagano
Ono-san. Yakyu. Yasai. Nagano. Ono-san. Yakyu. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Ono-san. Nagano. Yakyu. Yasai. Học chữ giã rồi chúng ta sẽ học nốt chữ Thái để ghép được cụm yasai có nghĩa là rau. Chữ Thái này thì chúng ta quan sát thấy có bộ gì quen thuộc lúc nãy gặp với nhở? À, bộ thảo đúng không ạ? Bộ thảo phía trên là cỏ đó. Có liên quan đến rau hay trà cỏ đó thì chúng ta sẽ có cái bộ thảo này trên đầu. Còn đâu ấy thì sẽ có bộ thái ở phía dưới, tức là trong thái lại có thái nữa, trong chữ thái lại có bộ thái nhá. Bộ thái phía dưới bao gồm là cái gì? Bộ thái phía dưới bao gồm có gọi là bộ chảo, nhưng bộ này rất là ít gặp, chúng ta rất là khó để hình dung. Bộ chảo là hình cái tay mà ngắt cái kìa. Còn ở dưới sẽ là bộ gì? Bộ mộc đúng không ạ? Nên người ta có một câu mẹo như sau: rau, tức là bộ thái đó, là những cây mà mọc chung với cỏ, người ta dùng móng tay có thể ngắt về. Chúng ta nhìn thấy cái phần bộ liên quan chưa ạ? Chúng ta có bộ rau thì là bộ thái đó, chính là cây là bộ mộc này, mọc chung với cỏ là bộ thảo này, và dùng móng tay ngắt về là bộ chảo đấy. Tức là nhớ kỹ là gì? Bộ thái ở đây sẽ bao gồm là gì? Phía trên cùng là bộ thảo này, dưới là bộ chảo, và dưới nữa là bộ mộc. Nhìn lại hình ảnh lên tưởng nữa nha. Yasai. Saiyan. Yasai. Saiyan. Yasai. Saiyan. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Saiyan. Yasai. Chữ thiết. Thiết ở đây là gì nhỉ? À, thiết trong thân thiết hoặc là gọi là thiết gì liên quan đến cắt đấy ạ. Kirimasu nha. Chữ này nhìn xem có những bộ gì chúng ta đã học. À, gồm có bộ thất và bộ đao, rất là rõ nhìn rồi đúng không ạ? Bên trái là bộ thất này, còn bên phải là bộ đao. Vậy thì hình tưởng tượng là gì đây? Bảy samurai đã cắt với thanh kiếm của họ. Nói bảy là nhớ đến bộ thất, còn thanh kiếm thì nhớ đến bộ đao, còn cắt chỉ là ý nghĩa của chữ thiết này đúng không ạ? Kirimasu là cắt. Còn có một câu mẹo khác để nhớ thêm đó là gì? Điều cần thiết bây giờ là có 7 thanh đao. Đó, nói chung là cứ nhớ cho mình chữ thiết gồm có gì ạ? Bộ thất và bộ đao. Kiru. Kitte. Taisetsu. Shinsetsu. Kippu. Kiru. Kitte.
大切。親切。切符。切る。切って。大切。親切。切符。Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Đại sét. Kịp tế. Kiểu. Kịp tế. Chữ tác. Tác này trong chế tác, chế tạo tác phẩm á. Tức là nếu đứng một mình ghép với cả, tức là nếu nói động từ sẽ là tsukurima, là gì? Làm nọ, sáng tạo là cái gì đó. Thì ở đây chúng ta sẽ có là gì nhỉ? Bộ nhân ở bên tay trái và bộ xạ ở bên tay phải nha. Bộ nhân ở bên tay trái, bộ xạ bên tay phải. Mẹo ở đây người ta tưởng tượng cho các bạn đó là một người với cái cưa thì đang làm gì đó. Cái bộ xạ thì chúng ta liên tưởng đến cái cưa kìa. Được chưa? Nhắc lại, bộ chữ tác gồm có bộ nhân bên tay trái, nhân đứng nhá. Và bộ xạ bên tay phải. Tsukuru. Tezukuri. Sakubun. Sakuhin. Sakka. Tê zuku li. Sakubun. Sakuhin. Sakka. Tsukuru. Tezukuri. Sakubun. Sakuhin. Sakka. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào. Sakubun.
手作り。作る。作品。作家。Chữ vị. Vị ở đây có nghĩa là gì? Không phải là gia vị đâu, mà là chưa ấy. Vị thành niên ấy các bạn. Đó, nhớ chữ vị trong vị thành niên ấy, tức là chưa cái gì đó. Trong bài này chúng ta sẽ học chữ liên quan đến chữ vị, đó là chữ mirai. Mirai ở đây là tương lai. Lai ở đây là đến đúng không ạ? Mi là chưa, tức là những cái gì chưa đến, vậy là thì tương lai. Thoạt nhìn qua thì chữ vị này gần giống với cả bộ gì nhỉ? À, bộ mộc đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta sẽ có thêm một nét ngắn ở phía trên, nhắc lại. Nét này phải ngắn hơn cái nét dưới của bộ mộc nha. Hình tưởng tượng đưa ra cho các bạn đó là cái cây này không phát triển nữa, tức là cái phía trên thì nó sẽ ngắn hơn. Sau này chúng ta sẽ học một chữ lại nana giống chữ này, tức là nét phía trên nó sẽ dài hơn thì nó sẽ thành bộ mạt. Mạt ngọn cây thì cái đó chúng ta sẽ học sau. Còn bây giờ nhớ là gì? Chữ vị này có nghĩa là chưa nha, chưa đến ngọn đâu. Mirai. 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 Tiếp theo chúng ta lại học một chữ vị khác, và đây mới là gia vị đây này, mùi vị đây này. Thì chúng ta hiểu là đây là chữ hình thanh, tức là chúng ta sẽ có hình là liên quan đến cái chữ khẩu, kiểu là cư chi, liên quan đến mùi vị đúng không ạ? Còn thanh ở đây là người ta chỉ đơn giản lấy chữ vị vừa nãy chúng ta học ấy là chưa, để tạo thành một chữ vị mới này thôi, chứ thực ra nó không liên quan gì đến cái chữ vị kia cả. Nhắc lại này, đây là chữ hình thanh nha. Thì chúng ta chỉ cần nhớ bộ vị cho mùi vị này cũng bao gồm là gì? Một bộ vị khác vừa học cộng với cả bộ khẩu bên tay trái để tạo ra chữ vị trong mùi vị, là một bộ chữ mới. Như trên hình vẽ người ta có đưa cho các bạn tưởng tượng là gì? Tôi không biết mùi vị của nó thế nào bởi vì tôi chưa ăn nó. Ý là gì đây nhở? Chúng ta có chữ mùi vị hôm nay học chính là gồm có là chữ chưa vừa nãy học đấy, và chữ ăn là liên quan đến chữ khẩu, cái miệng đó. Nhắc lại một lần nữa, chữ vị trong mùi vị gia vị bao gồm có bộ khẩu bên tay trái và bộ vị là chưa bên tay phải. Aji. Imi. Shumi. Kyoumi. Chōmiryō. Aji. Imi. Shumi. Kyoumi. Chōmiryō. Aji. Imi. Shumi. Kyoumi. Chōmiryō. Cùng kiểm tra lại bằng cách trộn ngẫu nhiên các từ nào.
Imi. Chou mi liệu. Chú mi. Aji. Bây giờ hãy cùng mình kiểm tra toàn bộ chữ Hán đã học ngày hôm nay nhé. Trong vòng 5 giây, bạn hãy cố gắng đọc chữ Hán hiển thị trên màn hình và nhẩm được nghĩa của nó trước khi phần đáp án hiện ra nha. Deva testo shimasho. Cùng kiểm tra nào. Yosan. Dạ sai. Ô lô sàn. Xin xét. Kippu. Sakubun. Kiru. Yotei. Yakyu. Kissaten. Mirai. Sakka. Tsukuru. Kyoumi. Nagano. Kitte. Yoshu.
野菜。大切。予約。紅茶。菜園。味。意味。お茶。調味料。予防。天気予報。手作り。作品。趣味。Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu có bất cứ thắc mắc hay điều gì cần giải đáp, xin vui lòng comment ở dưới video hoặc truy cập fanpage để được hỗ trợ kịp thời. Chúc các bạn học hiệu quả cùng kênh tiếng Nhật Cô Lam. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.